you will find still known in Braunschweig. Auf dem Weihnachtsmarkt in Braunschweig. Sehr schön. Und da ist, ich glaube, das ist der Dom von Braunschweig. Hier. Auch schöne Gebäude hier. Christmas Market hier in Braunschweig City called Braunschweig. Richtig? Braunschweig. Und ein Weihnachtsmarkt too. Christmas Market. Ich bin in Braunschweig. Mình đang ở chỗ thành phố Braunschweig nhé. Đi thăm chợ Giáng sinh. Chợ Giáng sinh mình nước Đức là thường thường nó có mỗi mùa nó có một chợ Giáng sinh. Nhiều chợ Giáng sinh đóng cửa tại vì bị Covid nhiều quá. Cho nên mình đi tới chỗ này cách cách nhà mình khoảng 300-400 cây số vậy. Mình đi sáng giờ là cũng khoảng mấy tiếng hồ chạy xe nha. Chạy xe hơn 3 tiếng rưỡi, 4 tiếng gì đó. Ok. Gặp mấy bạn sau nha. Merry Christmas. Merry Christmas. Bye bye.